Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách tạo mật khẩu cho Power Google Form. Khi mình làm một cái form á để thăm dò ý kiến khách hàng, để khách hàng đăng ký thông tin á, thì mình không cần thiết, không nên là phá password. Nhưng mà khi mình làm một cái form dùng để cho báo cáo, ví dụ như báo cáo nội bộ trong công ty, báo cáo độ như báo cáo sĩ số học sinh vắng, báo cáo học sinh viên vắng à, này thì cái này thì mình nên tạo pass cho mật khẩu cho cái báo cáo đó, tại vì cái mật khẩu chỉ những người có nhiệm vụ báo cáo nó với nhiệm với được viết viết mật khẩu thôi, không cứ bất cứ người nào ta vào link người ta nhập pass và người ta làm cũng được, người ta vào ta làm cũng được thì nó sẽ bị lộn xộn cho mình, nên là tôi hướng dẫn các bạn cách tạo pass. Tạo pass thì cũng như bình thường, như tạo cái form bình thường thôi. Đầu tiên mình vào Google, xong mình đăng nhập vào tài khoản Google, xong mình vào Google Drive này, rồi mình tạo một cái form bình thường này, vào mới, xong rồi vào ứng dụng khác đúng không, chọn biểu Google biểu mẫu là Google Form á, nhấn vào đây, xong rồi bây giờ mình sẽ thiết một cái bảng mới hoàn toàn mới này này. Thì đầu tiên mình ví dụ như đây là cái đặt tên biểu mẫu, ví dụ là gì, báo cáo sĩ số học sinh à, này đó, cái mô tả thì chúng ta đây mô tả dưới thì thuyết trình được này, ví dụ là nhập thông tin đầy đủ rồi. Rồi đầu cái đầu tiên là mình là password. Password hay là mật khẩu đó. Thì mình nhập đây vô này, nhìn nó này, nhìn những cái góc dưới này để bắt buộc này. Xong nhìn đến vào dấu hai ba chấm này này. Xong chọn là xác thực phản hồi. Đó, xong nhìn ở cái mục đầu tiên á, ta chọn là cụm từ thông dụng. Cái thứ hai là gì? Là kết quả phù hợp. Ở đây mình đặt password này, password là ví dụ như là A B C D. Đó nhận đi. Xong rồi mình nhìn sang bên tay phải, nhấn một cái chỗ thêm phần là dấu bằng này này, nhấn lên một cái, xong nhìn dưới bên đầu mình làm cái bắt đầu mình làm form đúng không, rồi bắt đầu với như là gì, ngày này đó, cái này rồi rồi gì nữa, thêm này ví dụ như là học sinh, số học sinh vắng này. Vân vân, bắt đầu như vậy ạ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xem này, bây giờ mình trả lời đúng không? Mình gửi lấy link, copy link bỏ sang cái khác là nhân về nhà nhân về này, bây giờ enter. Đó. Bắt buộc đó mình nhập đây là A B C D đó đúng nha. Đấy, vô link bình thường. Đó. Nhắc lại là những cái trường hợp mà mình cần phải đặt pass á, khi mà mình làm một cái báo cáo nội bộ cho những cái người mà có trách nhiệm báo cáo đó thì mới biết được cái mật khẩu thôi, ta không muốn cho người khác ta vô ta nhập lung tung đó, thì mình nên lật một mật khẩu đó. Cái mật khẩu nó đơn giản như vậy đó. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.